Xin chào các em học sinh, chào mừng các em đã đến với kênh YouTube Phạm Bá Minh. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với việc giải đề thi số 5 giữa học kỳ 2 toán 6. Đầu tiên chúng ta đến với câu số 1, phân số đối của phân số trừ 9 phần 13. Đó là phân số nào? Vậy nó sẽ là đối của nó là trừ của trừ 9 phần 13. Thì có phải là 9 phần 13 không? Vậy đáp án đúng của chúng ta là câu B. Trong các cách viết sau, cách viết nào không phải là phân số thì phân số có dạng A phần B với điều kiện A, B thuộc tập hợp số nguyên Z và B phải khác, khác không. Vậy thì ta thấy đáp án B là đúng này. Đó, còn đáp án A là trừ 7 phần 1, đúng nhá. Rồi đáp án C là không phải, tại vì A nó là dạng số thập phân, được chưa? Rồi đáp án D là đúng. Rồi câu 3, hay phân số A phần B bằng C phần D khi tích hai đường chéo của chúng bằng nhau, tức là A nhân D bằng cho B nhân C. Đáp án đúng của chúng ta là câu B. Rồi tôi qua câu số 4, khẳng định đúng trong các khẳng định sau là trừ của trừ 8 phần trừ 15 bé hơn 0, thì trừ của trừ 8 phần 10 trừ 15 á, nó sẽ bằng là trừ 8 phần 15, thì trừ 8 phần 15 chắc chắn nó bé hơn 0 rồi. Đó. Còn hai câu này, còn câu này này là trừ 5 phần 17 bé hơn trừ 10 phần 17 là sai, được chưa? Tại vì ta có là 5 phần 17 bé hơn 10 phần 17, thì ta suy ra là khi ta thêm dấu trừ trước là trừ 5 phần 17, nó sẽ phải lớn hơn trừ 10 phần 17 đó. Rồi còn 15 phần 19 bé hơn 13 phần 19 là sai, phải lớn hơn mới đúng chứ, được chưa? Còn số âm mà lớn hơn số dương thì chắc chắn câu này là sai rồi đó. Các bạn phải hiểu và giải thích như vậy nha. Rồi tiếp theo, 2 phần 3 của 24 là 2 phần 3 ta nhân 24 á, tức là bằng bao nhiêu? Bằng 16. Làm tròn số A là bằng 87,2956 đến chữ số thập phân thứ hai. Ta được số thập phân nào? Số thập phân thứ hai là số 9 này, được không? Thì đằng sau số 9, đó, đằng sau số 9 nó là số 5. Thì ta cộng thêm một đơn vị, vậy là bằng 87,30 hoặc là 87,3. Rồi câu 7, dùng ký hiệu để ghi lại các cách diễn đạt sau: đường thẳng A đi qua điểm A và điểm B không nằm trên đường thẳng A, điểm C thuộc đường thẳng A và không thuộc đường thẳng B. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta là câu A này. Đường thẳng A đi qua A, chắc chắn cái điểm A này thuộc đường thẳng A. Điểm B không nằm trên đường thẳng A, tức là B không thuộc A. Điểm C thuộc đường thẳng A và không thuộc đường thẳng B. Rồi. Tiếp theo, câu 8, chọn các câu đúng trong các phát biểu sau: nếu 3 điểm cùng thuộc một đường thẳng thì 3 điểm nó không thẳng hàng là sai. Nếu 3 điểm không cùng thuộc một đường thẳng thì 3 điểm nó thẳng hàng cũng là sai nhé. Nếu 3 điểm cùng thuộc một đường thẳng thì 3 điểm nó thẳng hàng là đáp án đúng. Rồi cho hình vẽ biết hình biểu diễn điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB, thì chắc chắn hình 3 và hình 1 này. Còn cái hình 2 là vô lý, đúng không? M nó nằm lệch MA bé hơn MB rồi. Còn ở đây MA bằng MB nhưng nó không nằm trên một đường thẳng. Vậy đáp án đúng của chúng ta là IC. Rồi, câu 10, cho hai tia đối nhau AM và AN. Y là một điểm thuộc tia AN. Trong ba điểm Y, M, N, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Đấy, cho hai tia đối nhau, các bạn cứ làm nhé thôi. AM và AN. Y là điểm thuộc AN. Vậy Y ở đây, trong ba điểm Y, A, M, Y, A, M, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại thì chắc chắn là điểm A. Đây, các bạn vẽ hình ra nhé. Đây, được chưa? Rồi, số đối của số trừ 6,5 là 6,5, được chưa? Trừ của trừ 6,5 là bằng 6,5. Rồi, câu 12, chiếc quạt điện có giá trị 700.000 đồng, một cửa hàng kích cầu tiêu dùng nên giảm giá là 10%. Hỏi quạt điện có giá bao nhiêu khi đã áp dụng giảm giá 10%? Thì ta tính thì giảm 10% thì cái giá trị của chiếc quạt là còn 90 phần 100, đúng không? Thì ta nhân cho 700.000, được chưa? Vậy nó sẽ ra là 630.000 đồng. Rồi, tự luận. Thực hiện các phép tính sau. Rồi thì trừ 5 cộng trừ 5 phần 9 cộng
7/9 là bằng 2/2/9 1/2. Này tao quy đồng lên nha các em, là 2/4 cộng cho -3/4, vậy là bằng -1/4. Rồi đây thì ta bỏ ngoặc đổi dấu này, 7/13 trừ cho 13/15 và trừ cho 7/13 thì hai cái này nó rút gọn cho nhau về đáp số cuối cùng là -13/10/15. Rồi tiếp theo. Ở câu này thì ta thấy nhân tử chung là 6/11 này. Được chưa? Của hai phân số này ta đặt 6/11 ra ngoài. Vậy trong là 10/17 cộng cho 7/17 này. Ở bên ngoài là ta cộng cho 5/11. Thì ở đây ta thấy là 17/17 là 6/11 cộng nhân cho 1, đây là 1 rồi thì nó bằng 6/11 cộng cho 5/11. Vậy đáp số của chúng ta là bằng 11/11 thì là bằng 1, được chưa? Rồi, tiếp theo ta qua bài 14, tìm x thì câu A ta suy ra x sẽ là bằng 12,8 trừ cho 4,5 thì đây các bạn tự tính ra đáp án nhé. Còn ở đây ta giữ lại 3x, suy ra 3x sẽ bằng trừ 7,5 trừ cho 12,6. Vậy suy ra 3x sẽ bằng bao nhiêu các em? Ở đây các bạn có thể đổi ra phân số cũng được, được chưa nào? Còn không các bạn tính theo số thập phân. Rồi ở đây các bạn tính ra cái đáp án và sau đó ta lấy cái đáp án đấy ta chia cho 3, được chưa? Chia cho 3 nha. Rồi anh gợi ý là các bạn có thể giải ra, tự giải ra. Rồi tiếp theo câu 15, lớp 6A có 40 học sinh xếp loại học lực học kỳ 1 đó, tốt khá và đạt. Số học sinh xếp loại mức điểm tốt là 1/8, số học sinh xếp loại ở mức đạt là 5/7 số học sinh còn lại. Thì tính số học sinh mỗi loại của cả lớp thì đầu tiên ta tính số học sinh đấy ở mức tốt. Số học sinh mức tốt là bao nhiêu? 40 nhân cho 1/8 thì có phải là bằng 5 học sinh không? Rồi. Tiếp theo ta tính số học sinh mức đạt là bằng 5/7 số học sinh còn lại, là tức là ta lấy 40 ta trừ đi 5 là số học sinh còn lại nhân cho 5/7 thì là bằng bao nhiêu các em? 15 à 25 số học sinh đạt, được chưa? 25 học sinh. Rồi. Và số học sinh ở mức khá là bằng 40 trừ cho số học sinh đạt này, số học sinh tốt đó thì là bằng 10 học sinh, được chưa? Rồi, ý B, tính số phần trăm số học sinh xếp loại mức tốt so với số học sinh cả lớp. Tính số tỷ số phần trăm của số học sinh xếp loại mức tốt so với số phần trăm học sinh cả lớp thì tỷ số phần trăm số học sinh xếp loại mức tốt so với số học sinh cả lớp là, các em ghi lại cái lời văn nhé. Rồi sau đó ta áp dụng cái công thức để tính toán là bằng 5 chia cho 40 và nhân cho bao nhiêu các em? Nhân cho 100%. Vậy nó sẽ là bằng 12,5%, được chưa? Rồi. Bây giờ ta qua câu 16. Trên tiêu x lấy hai điểm A và B. Sao cho OA bằng 4, OB là bằng 8. Điểm A có là trung điểm của đoạn OB không? Vì sao? Rồi, thì ta có đấy cái đoạn OB nó sẽ là bằng đoạn OA cộng cho AB đấy. Vì A nằm giữa O và B đó, vì A nằm giữa O và B suy ra O cái đoạn AB nó bằng bao nhiêu các em?
AB sẽ là bằng 8 trừ 4 là bằng 4, được chưa? Rồi. Vậy ta có là gì? Ta kết luận vậy OA bằng AB. Đó. A nằm giữa O và B. Thế thì sao các em? Nên A là trung điểm của AB, của OB chứ, xin lỗi các bạn, của OB. Rồi IB trên tia đối của tia OX lấy điểm M sao cho OM là bằng 2. So sánh MA và AB. Rồi thì ta có AB bằng cho OA và bằng OB chia cho 2 là bằng 4 cm. Còn đoạn MA sẽ là bằng OA cộng cho OM. Đấy. Các bạn mở ngoặc giải thích là O nằm giữa M và A. Thì ở đây MA sẽ là bằng 2 này, cộng cho 4 này, được chưa? Là bằng 6 cm. Rồi ta có MA sẽ lớn hơn M sẽ lớn hơn AB, được chưa? Sẽ lớn hơn AB. Rồi, kết thúc câu 16 cũng là kết thúc nội dung video ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của các em. Mong rằng các em có thể hiểu bài và làm được những cái bài tập liên quan đến dạng đề số 5 này. Nếu thấy hay các em hãy like share cho bạn bè của mình cùng biết. Hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.